24. Thất tình rồi, đã chia tay với đại vũ rồi. Vốn chưa từng quen nhau mà làm gì có vụ chia tay. Con người sẽ thường xuyên cảm thấy bất lực, đặc biệt là trong lúc họ đang xử lý mọi chuyện, lại phát hiện họ lại không thể thay đổi được sự lựa chọn của người khác, cũng không thể làm thay đổi được sự lựa chọn của bản thân mình. Và ngay lúc này đây, tâm trạng bất lực sẽ liền bắt lấy trái tim của cậu. Một khi không tỉnh tâm, nó sẽ khiến mình chìm đắm vào trong nó, sẽ quên đi hiện tại và tương lai. Thực ra cậu vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Thỉnh thoảng chìm đắm vào cũng tốt, chỉ là cần một chút thời gian để tâm trạng bình tĩnh lại. Cách tốt nhất để bình phục lại tâm trạng là tích cực đối diện, chứ không phải trốn tránh. Một đời người rất ngắn ngủi, đừng để lại nuối tiếc cho bản thân. Đương nhiên là tôi cũng không có cách nào để khuyên cậu lấy lại dũng khí để theo đuổi lại từ đầu, bởi vì tình cảm giữa nam nữ là thứ vô cùng phức tạp, không đơn nhất. Không thể thu hoạch được tình yêu đã là rất nuối tiếc rồi. Nếu như đến lời chúc phúc chân thành nhất giữa bạn bè với nhau, cậu cũng không thể để cho cô ấy biết. Cậu không sợ tương lai sẽ có một ngày lúc cậu nghĩ lại thì bản thân cậu sẽ hối hận sao? Ngày mốt, lãnh đạo cấp trên sẽ đến kiểm tra nguyên nhân sự cố, chắc chắn sẽ xử phạt. Cậu thân là người phụ trách có liên quan, nhất định phải có mặt đúng giờ. Chị không muốn kết hôn nữa sao? Cũng không phải. Tống Trạch Lâm hy vọng chị đem toàn bộ sức lực và tinh thần đặt vào trong gia đình làm một bà nội trợ. Bà nội trợ sao? Em suy nghĩ như thế nào về việc làm bà nội trợ này? Suy cho cùng thì bà nội trợ cũng là một công việc, thậm chí còn không sống thoải mái bằng việc em điều mạng ở trên thương trường nữa. Một năm 24 tiếng không nghỉ ngơi, thời gian làm việc vượt qua mức 9 tiếng 6 ngày. Hơn nữa lúc em đặt trọng tâm công việc vào trong gia đình, em sẽ càng mất đi nhiều kiến thức và sự thông minh khéo léo. Sau này em có con, về việc cạnh tranh trong phương diện giáo dục sẽ càng khốc liệt hơn. Mẹ ơi, không có chút tốt đẹp nào. Cũng có điểm tốt, đồng nghĩa với việc em không cần phải một mình bôn ba làm hai việc. Sau đó, cùng với một nửa kia của em trở thành một mối quan hệ, người hợp tác, người chiến lược của nhau. Bọn em có thể ở những phương diện khác nhau, giúp làm giảm trách nhiệm cho đối phương. Có nghĩa là gia đình của em 1+1=2 rồi. Hơn nữa, nhìn vào một góc độ nào đó mà nói, tính đàn hồi thời gian của em và không gian cá nhân của em đều sẽ trở nên lớn hơn một chút. Chị nhìn xem, chẳng phải chị đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi sao? Vậy bất kể là bà nội trợ hay là người phụ nữ ở thương trường đều là một loại lựa chọn của cuộc đời mà thôi. Xem ra thì đều có mặt lợi và hại. Vậy thì không liên quan đến việc đúng hay sai. Rốt cuộc giải quyết như thế nào, chị cứ xem tình hình thực tế hiện tại đi. Em trưởng thành rồi đó, hiếm lắm mới thấy em đứng trung lập để phân tích chuyện này một cách lý trí như vậy. Chị cứ lấy ví dụ trước đây đi. Em luôn phản đối chị và Tống Trạch Lâm. Suy nghĩ kỹ lại thì hình như quả thực em đã đưa ra suy nghĩ của bản thân mình nhiều hơn, chưa từng suy nghĩ đến rốt cuộc thứ chị muốn là gì. Vậy bây giờ
Chỉ cần bản thân chị suy nghĩ kỹ càng rồi, cái gì là thứ thích hợp nhất với bản thân chị là được. Dù sao thì bất luận chị làm gì, em cũng sẽ ủng hộ chị vô điều kiện. Chị là giỏi nhất. Có một loại công việc gọi là bà nội trợ. Số dư 13.000. Alo mẹ, sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Hòa Nhi, câu này của mẹ phải hỏi con. Con có chuyện gì chứ? Hôm qua mẹ chồng con ở trong nhóm chat hỏi chuyện con. Có chuyện gì thế? Sao con luôn không trả lời người ta? Con là do con tăng ca, công việc nhiều. Con không có thời gian để lo những chuyện này. Con nói xem người ta là phụ huynh này, đặc biệt là người có con gái, tâm lý sao lại thay đổi kỳ lạ như vậy chứ? Con nói xem, ban đầu mẹ cảm thấy Tiểu Tống cũng rất thích hợp với con, mẹ liền giục con mau gả đi, mau gả đi. Bây giờ đi đến bước này rồi, bọn họ ngày nào cũng nói chuyện đến hôn lễ này ở trong nhóm chat. Sao mẹ lại cảm thấy không nỡ xa con nữa rồi? Cứ cảm thấy con gái của mẹ tốt như vậy, dựa vào đâu mà cho tiểu tử kia được hời? Vậy mẹ có ý gì đây? Hay là không kết hôn nữa? Con đừng nói năng linh tinh, không phải ý này đâu. Hay là chúng ta kêu Tiểu Tống ở rể nhà chúng ta đi? Trời ơi, mẹ đừng có đùa với con nữa, mẹ bỏ ý định này đi. Con gái à? Chính là hôm qua mẹ nghe mẹ của Tiểu Tống ở trong nhóm chat có ý định kia. Sao lại muốn sau khi kết hôn kêu con từ bỏ công việc ở nhà làm bà nội trợ chứ? Tống Trạch Lâm đã từng nhắc qua chuyện này với con rồi. Vậy con thì sao? Con suy nghĩ như thế nào? Con sao? Con gái. Vậy con có biết lúc con còn nhỏ, mẹ luôn nói với con, con nhất định phải mạnh mẽ, con không được dựa dẫm vào người khác, phải dựa vào bản thân mình. Có nhớ chưa? Đúng vậy, từ nhỏ mẹ đã nói với con như vậy rồi. Mẹ nói con không xinh đẹp gì cả, dựa vào đàn ông nhất định sẽ không dựa vào được, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Mẹ nói con này, con gái ngốc, có người sẽ khích lệ từ mặt tốt. Mẹ nói như vậy là muốn nghiêm khắc khích lệ con. Con suy nghĩ đi, có người phụ huynh nào nói đứa con của bản thân mình không xinh đẹp đâu chứ? Đặc biệt là con gái của mẹ đây. Con nói xem, con vừa cười lên, đôi mắt của con liền cong hiếp lên, hai cái má đồng tiền ngọt ngào biết bao, đáng yêu biết bao. Hơn nữa, mẹ con xinh đẹp như vậy, con nói xem đứa con mà mẹ sinh ra có thể không đẹp sao? Có điều con giống bố con nhiều hơn một chút. Chẳng phải cậu đã mua nhà ở Thượng Hải rồi sao? Biết bao nhiêu người muốn ở lại Thượng Hải nhưng lại làm không được. Không dễ dàng gì cậu mới làm được. Muốn từ bỏ rồi sao? Trước đây tôi cũng suy nghĩ như vậy, cứ cảm thấy chỉ cần có một ngôi nhà ở Thượng Hải thì coi như cắm được gốc rễ rồi. Nhưng bây giờ tôi càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ này của tôi hình như không đúng. Bởi vì mua được căn nhà rồi, nhưng mấy chục năm tiếp theo đây của tôi sẽ phải đối diện với khoản tiền trả góp nhà lớn như vậy. Khoảng thời gian trước đây, mẹ tôi đã đến nhà tôi rồi, bà ấy cũng rất vui vẻ. Chúng tôi chính là ở trong một căn phòng nhỏ kia. Nhưng nói thật lòng, chính là thực sự sống không được vì quá chật. Mẹ tôi ở lại chưa được mấy ngày liền vội vàng rời đi. Tôi biết bà ấy là do sợ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nhưng vào thời khắc bà ấy rời đi kia, tôi đột nhiên cảm thấy hình như nhiều năm như vậy rồi,
Những ngày tháng tôi ở Thượng Hải, tôi cảm thấy tất cả những gì mà bản thân tôi làm này đều không có ý nghĩa gì. Có điều nói thật đó con gái, con nói xem, mẹ luôn nói với con phải tiến bộ, phải tiến bộ. Tại vì sao chứ? Mẹ chính là muốn con độc lập, sau này không được dựa vào sắc mặt của người khác mà làm việc. Con có được công việc thì cũng đã có được rồi, có thể tự tin mà nói chuyện bất cứ lúc nào. Quan trọng là vẫn còn có con đường lui sau này. Con có biết không, nhưng nếu như con thực sự bỏ công việc này đi làm bà nội trợ, mẹ nói con biết con gái, vậy thì chưa chắc nha. Tự con kiếm được tiền rồi tiêu tiền, cùng với chuyện con xòe tay ra xin tiền người khác để tiêu là hai chuyện khác nhau. Bây giờ người ta đồng ý cho con, sau này có phải sẽ luôn đồng ý cho con hay không, đây cũng là hai chuyện khác nhau, cũng không thể nói trước được. Vậy hai đứa con sau khi kết hôn, tiền mà chúng con kiếm được đều thuộc về tài sản chung sau hôn nhân rồi. Con xòe tay xin tiền cũng là danh chính ngôn thuận mà. Nếu con chăm sóc gia đình làm cố hậu phương cũng không thoải mái được, con cũng phải có một nửa công lao chứ. Lời nói này tuy lời nói này nói như vậy, nhưng đạo lý vốn không giống với cảm nhận thật đâu. Con có biết không? Đương nhiên rồi, đương nhiên sự lựa chọn này đều nằm ở bản thân con. Mẹ đây không can thiệp vào quá đáng, nhưng chuyện này mẹ là kiến nghị với con, hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào. Dù sao thì bố mẹ đây đều hy vọng con được tốt. Con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ. Chỉ cần một chút nữa cậu biểu hiện cho thật tốt thì công việc này tôi vẫn sẽ giữ lại cho cậu được. Như vậy thì đúng rồi, người trẻ tuổi mà, trải qua nhiều chuyện một chút không tính là thiệt thòi. Đợi qua được cửa ải này, chuyện sau này đều dễ nói hơn. Nào 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 nào, được rồi được rồi. Lãnh đạo, trên đường kẹt xe quá đi. Dần dần, vất vả rồi. Đậu xe ở đây không thích hợp lắm phải không? Chắc là chiếm chỗ đậu xe của nghiệp chủ rồi phải không? Lãnh đạo, đây là chỗ đậu xe của quản lý của chúng tôi. Lãnh đạo, mời qua bên này. Đi. Trên đường kẹt xe quá. Tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người hai công ty này. Đầu tiên, hãy xem công ty đầu tiên, năng lượng nano. Năng lượng nano này là chuyên cung cấp năng lượng thanh khiết, phát triển thành thục, có tính năng cao, tương đối ổn định. Lượng dự trữ xe điện ở trong nước và lĩnh vực năng lượng tĩnh lặng có được thực lực tương đối mạnh ở trong phương diện ứng dụng. Tiếp theo đây, chúng ta xem tiếp công ty khoa học kỹ thuật PHEP. Khoa học kỹ thuật PHEP này là trí tuệ nhân tạo của châu Á, là quân tiền phong của lĩnh vực nghiên cứu phát triển năng lượng giao phó của trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy thăng cấp số lượng hóa của thành phố, là bước ngoặt chuyển tiếp làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của nhân loại. Với sự chỉ đạo của kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, cộng đồng trí tuệ kiểu mới cấu trúc, đây là nhân vật mấu chốt của công ty bọn họ. Vì vậy chúng ta phải lựa chọn ra một công ty từ trong hai công ty này để hợp tác làm hạng mục trọng điểm cho quý sau của chúng ta. Mọi người phải lập tức bắt đầu công việc giai đoạn đầu. Đối với hai hạng mục này, phải làm bản nghiên cứu hoàn chỉnh trong ngành, phải làm điều tra thị trường tỉ mỉ nhất. Đối với hai công ty này, tôi yêu cầu trong vòng 2 tuần phải làm ra báo cáo mang tính thị trường, tính khả thi. Cô hiểu hết chưa? Hiểu rồi. Hạng mục này giao cho quản lý Dương phụ trách, đừng để xảy ra lỗi gì. Anh yên tâm. Cận Thành Vũ, người phụ trách chủ yếu của sự cố lần này là cậu phải không? Lãnh đạo, việc kiểm tra sửa chữa dụng cụ tập thể dục của tiểu khu chúng ta từ trước đến nay đều là cậu ấy phụ trách. Vậy thì cậu ấy trong quá trình kiểm tra sửa chữa đã hoàn toàn lơ là đi vấn đề lão hóa của linh kiện dụng cụ chạy bộ tại chỗ, còn báo cáo sai lầm, nói kết quả kiểm tra đều tốt. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu xảy ra sự cố. Sao lại một tháng chỉ kiểm tra một lần thôi vậy? Chuyện này
Thực ra bản báo cáo kiểm tra sửa chữa hệ thống toàn diện của dụng cụ tập thể dục này quả thực là mỗi tháng chỉ kiểm tra một lần, nhưng dựa vào theo quy định mỗi ngày đều thay phiên nhân viên để trực ca, để kiểm tra cơ bản tất cả thiết bị, giống như tình hình con ốc của máy chạy bộ tại chỗ. Bộ lỏng này thông thường đều sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nên nhân viên trực ca ngày hôm đó phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Hôm đó người trực ca là một đồng nghiệp khác của tôi. Được rồi, kêu người đó đến đây. Lãnh đạo, anh xem một chút bản ghi chép trực ca của chúng tôi đi. Quản lý Mã, chuyện này là sao đây? Rất rõ ràng bản ghi chép trực ca này là được ngụy tạo ra. Quản lý của chúng tôi cho rằng chỉ cần tạo áp lực cho tôi thì tôi sẽ không dám nói sự thật. Vì vậy anh ấy đã chuẩn bị hết mọi thứ để du quan cho tôi từ sớm rồi. Chỉ là không ngờ rằng chuyện đến nước này, tôi lại đột nhiên không phối hợp với anh ấy nữa. Cần Thành Vũ, cậu nói năng bậy bạ gì vậy? Các cậu ai là người trực ca? Sao tôi có thể không nhớ được chứ? Tôi nhất thời nhớ nhầm thôi. Sao lại trở thành cố ý du quan? Ngày hôm đó người luôn phiên trực ca là anh. Người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này cũng là anh. Bây giờ tôi nói kiểm tra video camera để đối chiếu, anh có dám không? Vừa rồi trong cuộc họp, hai người cũng đã nghe rõ rồi. Hạng mục được lựa chọn lần này đối với công ty mà nói vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc điều tra bối cảnh ở trong khoảng thời gian đầu này sẽ có tác dụng mang tính quyết định. Hai người gần đây có biểu hiện rất tốt, vì vậy sẽ giao phương án này cho hai người làm. Như vậy tôi sẽ an tâm hơn. Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo. Biểu hiện của hai người ở lần này có thể sẽ là tiêu chuẩn xem hai người ở lại hay là rời đi. Phải cố tâm làm đó. Được rồi, bây giờ tôi phân chia một chút. Hạ Vũ, cô phụ trách hạng mục năng lượng nano. Kiều Phạm, cậu phụ trách khoa học kỹ thuật phép. Được thôi, tôi đây không có vấn đề. Quản lý à, tôi cảm thấy có phải nên công bằng một chút không? Bởi vì năng lượng nano đã có xu hướng phát triển ổn định rồi, nhưng khoa học kỹ thuật phép lại là một hạng mục mới trỗi dậy. Vừa nghe xong liền thể hiện tâm trạng khó chịu. Cô như vậy sao có thể cạnh tranh với người ta? Nếu tôi giao cho cô hạng mục trỗi dậy, vậy thì cậu ấy có phải cũng sẽ làm loạn với tôi hay không? Vậy thì chuyện này sẽ không kết thúc được đâu. Sự việc rồi cũng phải có người đi làm, phải không? Phải khiến cho trở ngại xoay chuyển trở thành lợi thế. Đây mới là năng lực mà công ty xem trọng nhất. Tôi biết. Năng lượng nano nói ra thì có chút khó khăn hơn một chút. Hay là như vậy đi, tôi để Mạnh Hiểu Lan gia nhập vào giúp đỡ cô hoàn thành hạng mục này. Về mảng năng lượng mới này, cô ấy cũng có chút kinh nghiệm nhất định rồi. Dù cô ấy có kinh nghiệm nhiều như thế nào, cô ấy cũng sẽ không giúp được tôi đâu. Không phải ai cũng giống như cô, không biết phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo. Không được thì đổi cho người khác làm đi. Lãnh đạo, cậu ấy là đang ngậm máu phun người, muốn phân công ngược lại tôi. Rõ ràng cậu ấy biết được camera ở trong tiểu khu chúng ta vào ngày hôm đó, đúng lúc đang kiểm tra sửa chữa, vốn không hề ghi lại được gì. Video ghi hình ở tiểu khu của chúng ta đã bị anh xóa từ lâu rồi. Thứ mà tôi muốn xem là video mà điện thoại của dì Triệu đã ghi lại. Lãnh đạo, dì Triệu ở tiểu khu của chúng ta mỗi ngày vào buổi sáng 6 giờ rưỡi sẽ xuống lầu dắt chó đi dạo đúng giờ. Cũng đúng lúc này là thời gian nhân viên chúng tôi thay phiên ca trực. Bởi vì chú chó này là dì Triệu nuôi thay cho con gái dì ấy, vì vậy mỗi ngày vào buổi sáng vào lúc dắt chó đi dạo đều sẽ quay lại video cho con gái của dì ấy xem. Tôi đã đi tìm dì Triệu trước đó rồi, cũng xác nhận qua rồi. Do ngày xảy ra sự việc, video dì ấy dắt chó đi dạo quả thực quay được. Quản lý của chúng tôi đang mặc áo trực ca ở trong tiểu khu không làm gì hết mà đi dạo. Lấy tiền. Lấy tiền. À,
Tiểu Vũ à, em có thấy lại tiền ở đâu không? Nó không có ở trong chậu. Em không để ý. Buổi sáng hôm nay 9 giờ em đã ra ngoài rồi. Giữa chừng em cũng không có quay về nhà. Em không có nhìn thấy. Chị tìm khắp mọi nơi trong nhà rồi. Ở dưới sofa, ở dưới bàn, chị đều không tìm thấy. Vậy không thấy sao? Trời ơi, vậy chẳng lẽ là chạy ra ngoài rồi sao? Hay là chị tìm thử phòng bên cạnh xem sao? Không sao, em bận việc, tự chị đi tìm được rồi. Đừng lo, được rồi. Vậy tạm biệt chị, tạm biệt. Lấy tiền. Lấy tiền. Lấy tiền. Xảy ra chuyện gì rồi? Không thấy lấy tiền nữa rồi. Tôi thực sự đã tìm lâu lắm rồi. Mỗi góc ở trong nhà tôi cũng tìm hết rồi. Nó không thể nào chạy ra sân thượng được. Tôi ra sân thượng tìm thử. Chị đừng sốt ruột. Nếu như thực sự chị tìm không thấy, vậy thì mua lại một con vậy. Tư duy này của cậu là gì vậy? Đó là con vật còn sống đó, có thể thay thế được sao? Tôi chỉ muốn giúp chị thôi mà. Lấy tiền. Lấy tiền, lấy tiền. Tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Ở đâu vậy? Mấy con rùa hay thích ở những nơi ẩm ướt và đen tối lắm. Nếu không phải ở trong nhà vệ sinh thì sẽ ở dưới tủ quần áo. Tôi vào nhìn, thực sự là nằm ở dưới tủ quần áo đó. Mày nói xem, mày ăn ngon, uống ngon, mày còn chơi trốn tìm với tao nữa. Mày làm tao sốt ruột chết mất. May là có cậu. Nào ngồi đi, tôi rót cho cậu ly nước. Nào nào nào, cảm ơn. Mẹ cậu như thế nào rồi? Cũng khỏe lắm. Yên tâm đi, đã sắp xếp xong hết rồi. Bà ấy còn kêu tôi cảm ơn chị thật tốt nữa. Sau đó tôi đã đến Ô Trấn một chuyến, còn gặp được Đại Hùng và bà chủ nữa. Mục Mộc như thế nào rồi? Cũng ổn, vẫn khỏe lắm. Đúng rồi, hai người họ cũng kêu tôi dẫn dắt tốt cho chị. Thực ra lần này tôi đến Ô Trấn, cảm nhận của tôi rất khác. Không khí trong lành, giá cả lại thấp. Hơn nữa cũng không có nhiều phiền não như vậy nữa. Không giống như ở Thượng Hải, nhịp sống nhanh, mọi người đều vội vàng kiếm tiền. Hình như tôi cũng nằm trong số đó, cũng phải vội vàng theo giống vậy. Được đó, đến Ưu Trấn một chuyến mà đã trưởng thành ra rồi. Vậy thì nếu như bình thường chị không có thời gian chăm sóc Lai Tiền, vậy thì để ở chỗ tôi đi, tôi giúp chị chăm sóc. Công việc của cậu không bận rộn sao? Tôi còn có công việc nữa hay không cũng chưa biết. Có thể sắp bị sa thải rồi. Có ý gì đây? Quản lý vu oan một tội lỗi lên đầu tôi. Tôi liền phản công vạch trần anh ta. Chuyện này có khả năng bởi vì chuyện này mà đã chọc giận anh ta rồi. Phần lớn tôi sắp tiêu tùng rồi. Sao cậu lại bình tâm đến như vậy chứ? Cậu sắp mất công việc rồi, cậu còn rảnh rỗi mà ngồi đây? Mau chóng ra ngoài, bây giờ tìm quản lý của cậu mà thảo luận đi. Đừng đừng đừng. Chẳng phải chỉ là một công việc thôi sao? Không có công việc này thì cũng có thể tìm công việc khác. Tôi trẻ tuổi như vậy lại có thể chịu khổ, vừa có năng lực. Nếu như muốn sống qua ngày thì đều sẽ có cách thôi. Nói thật lòng nha, trước đây đối với những chuyện mang tiếng chịu tội thay này, tôi đã chịu nhiều đến mức quen rồi. Trước đây vì muốn giữ lại công việc này, cũng không ít lần mang tiếng chịu tội thay. Nhưng không biết tại sao lần này tôi lại
không nuốt trôi được cơn tức. Sau đó tôi liền suy nghĩ thông suốt ra rồi. Chính là bởi vì chị. Có thể là do ở cạnh chị, tôi đã học được một vài thứ. Ở trên người chị, tôi có thể có những dũng khí như vậy. Chị khiến cho tôi hiểu ra được, lúc nên giữ vững, nhất định phải giữ vững. Lúc không lùi bước, nhất định không được lùi bước. Chẳng lẽ cậu lại muốn đem chuyện này đổ lên người tôi sao? Đúng vậy, chính là muốn đổ lên người chị đó. Sau này tôi phải ghi chép lại dần nhật ký để có thể lấy ra được mọi lúc tính sổ với chị. Được rồi. Tôi cũng mua trái cây để tôi gọt cho cậu. Đại Vũ, bất kể như thế nào, tôi đều hy vọng chị có thể được hạnh phúc. Tôi thật lòng đó. Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nha. Vậy nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Được rồi. Chị Hiểu Lan, tài liệu của năng lượng nano là chuyện như thế nào vậy? Chẳng phải tôi đã đưa cho cô hết rồi sao? Cô còn chưa hết chuyện nữa sao? Tôi nói nè, cô cứ muốn ép tôi sinh ra nhiều chuyện để làm không mà. Không phải chứ, đúng thật là chị đã đưa cho tôi rồi, nhưng chị không hề phân loại ra. Tất cả tài liệu đều gộp chung với nhau mà. Hơn nữa còn có rất nhiều chỗ sai sót. Vậy đây chính là chuyện của bản thân cô rồi. Chị Hiểu Lan, tôi biết chị có thành kiến với tôi, nhưng chúng ta có thể giải quyết riêng được không? Đừng kéo vào chuyện công việc. Chị nói xem, phương pháp hại người ta này của chị, ngoại trừ việc kéo hiệu suất công việc xuống, vậy thì có lợi ích gì nữa không? Không phải chứ? Không vui rồi sao? Cô không vui, vậy đi mét giám đốc Trần đi, cầm lấy lông gà làm bia đỡ đi. Không phải vẫn còn chưa đến thời gian báo cáo công việc hay sao? Tôi chỉ cần có thể hoàn thành công việc được phân chia trong thời gian được quy định, thì cô có đi mét ai, tôi đây đều đúng hết. Hạng mục của Kiều Phạm người ta đã sắp xong hết rồi. Tiến độ của hạng mục chúng ta mới làm chưa đến một nửa. Đến lúc đó hạng mục của người ta đã hoàn thành xuất sắc tỉ mỉ hết rồi, còn chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành cho xong. Tôi nói nè Hà Vũ, trước đây tôi cảm thấy cô rất thông minh, rất linh hoạt, nhưng sao cô lại không suy nghĩ thông suốt ra vậy? Chuyện này nói đến cùng, mọi người đến đây đều là vì kiếm tiền. Mọi người không phải là lên chiến trường để đánh trận, cứ muốn phải liều mạng đến một mất một còn. Tôi có cần phải làm nhướng chân đến cô không? Hơn nữa, tôi vẫn còn có tinh thần và sức lực đó đâu. Nhưng có một điều cô phải hiểu rõ, chuyện gì cũng phải, không phải cô cố gắng thì nó nhất định sẽ có thể ra được thành tích tốt hơn. Có đôi lúc cũng phải xem ý trời nữa.
Chị có ý gì đây? Có phải chị đã biết chuyện gì không? Tôi không có nói như vậy đâu nha. Được. Vậy cái này là công việc. Công việc thì chúng ta phải đảm bảo được chất lượng, có phải không? Cho dù không phải làm ra xuất sắc nhất, nhưng ít nhất cũng đừng làm mất mặt. Được. Cái này thì tôi có thể điều chỉnh lại từ đầu cho cô. Nhưng tôi cũng khuyên cô một câu. Công việc này đừng quá xem trọng nó. Alo. Sắp tan làm rồi phải không? Anh đang trên đường đi đến công ty của em nè. Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối đi. Hôm nay chắc là em phải tăng ca rồi. Hôm khác đi. Sao lại tăng ca nữa vậy? Anh nói cho em biết, ngày nào em cũng như vậy là không được đâu. Cơ thể em sao có thể chịu đựng được chứ? Công việc đó không phải một ngày có thể làm xong đâu. Hơn nữa, khoảng thời gian này em bận công việc như vậy, hai chúng ta đã nhiều ngày không gặp nhau rồi. Đi ăn tối chung đi. Đúng lúc để em xả hơi một chút. Được rồi. Dạ, anh đợi em 10 phút nha. Em dọn dẹp đã. Được rồi. Anh đợi em ở dưới lầu nha. À đúng rồi. Chẳng phải em luôn muốn đến biệt Agi để du lịch sao? Anh đã đặc biệt tìm một công ty du lịch. Công ty của bọn họ có thể làm tour du lịch theo như yêu cầu của riêng mình. Anh xem rồi, tốt lắm. Em xem thử đi, em có thích không? Hiện tại công việc hơi bận, cũng không có thời gian để đi nước ngoài. Xem nó làm gì chứ. Sau này rồi cũng sẽ có thời gian mà. Chúng ta lập kế hoạch trước. Đợi sau này có thời gian rồi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Được nha, tống trạch lắm. Bây giờ cũng có tâm lắm đó. Vậy em xem đi, anh còn có thứ càng có tâm hơn. Trước đây luôn nói sẽ đi Âu Trấn, nhưng hai chúng ta luôn chưa có cơ hội để đi. Chẳng phải em đã làm ra một lịch trình rồi sao? Trong lịch trình cơ bản kia của em, anh đã làm thêm vô một chút. Đã làm xong những chỗ nào nên viết thêm. Anh muốn tạo cho em một bất ngờ lớn ở Âu Trấn. Sau đó hai chúng ta mới đi đến biển Agi để du lịch, có được không? Hà Vũ, gần đây chắc là em cũng nhìn ra được tấm lòng của anh đối với em. Anh là thực sự rất muốn cùng em tạo ra một gia đình, sinh một đứa con với em. Em yên tâm, sau này anh kiếm được tiền rồi, anh sẽ đưa cho em hết. Tiền trong nhà em cứ quản lý hết. Em chỉ cần chăm sóc mọi thứ trong nhà cho thật tốt, chăm sóc con của chúng ta. Những chuyện khác anh sẽ đều nghe em hết, có được không? Bây giờ em tưởng tượng đến cuộc sống mà anh vừa mới nói này, em liền cảm thấy với tính cách này của em, không nhất định em sẽ chịu đựng được. Hay là hai chúng ta thay đổi với nhau đi. Em ra ngoài làm việc kiếm tiền, anh ở nhà chăm sóc con cái. Em cảm thấy chuyện này có phải thực hiện không? Đừng nói đùa nữa mà. Điện thoại của lão Trương, anh bắt máy nha.
Thật ngại quá, thời gian mở cửa hoạt động của chúng tôi đã hết rồi. Có thể nào làm phiền chị thanh toán trước được không? Được. Hôm nay nhà hàng cô có chiết khấu giảm giá gì không? Không có. Được rồi, tôi biết rồi. Vậy thanh toán như thế nào? Để anh thanh toán. Được. Thanh toán như thế nào vậy? Bên đó. Được. Ăn có no không? Ăn no rồi. Em đi vệ sinh một lát nha. Được. Thật xin lỗi, mời cô. Hôm nay thật là trùng hợp đó. Có thể gặp được nhau ở đây. Hôm khác đi, kêu lão Trương nữa. Chúng ta cùng nhau tụ họp. Được được, không thành vấn đề. Giám đốc Khương, vậy vậy nha. Tạm biệt Tiểu Tống. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Được rồi, đi thôi. Đúng thật là. Anh có quen anh ta sao? Cũng không tính là quen. Giám đốc khu của công ty khoa học kỹ thuật phép. Trước đây trong công việc có chút qua lại. Từng gặp nhau hai lần. Nghe nói gần đây vừa mới ly hôn. Ly hôn rồi? Anh nghe ai nói vậy? Nghe lão Trương nói đó. Lão Trương có mối quan hệ rất tốt với anh ta. Vì vậy tin tức này chắc là chính xác đó. Chỉ là vì vấn đề không ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty nên tin tức này luôn không được công bố ra bên ngoài. Sao vậy? Sao em lại có hứng thú như vậy đối với chuyện này? Không có gì, đi nào. Công ty khoa học kỹ thuật Trung Duyệt. Công ty khoa học kỹ thuật Trung Duyệt. Tiệm trải nghiệm của công ty khoa học kỹ thuật Trung Duyệt bị tố tuyên truyền giả dối. Người phụ trách của nhãn hàng sẽ truy cứu trách nhiệm có liên quan đối với công ty quảng cáo. Công ty khoa học kỹ thuật Trung Duyệt. Công ty khoa học kỹ thuật Trung Duyệt. Sao lại nghe quen như vậy? Công ty này, nữ doanh nhân thành đạt kia. Tại sao lại muốn truy cứu trách nhiệm đối với công ty quảng cáo này? Người này không phải là trợ lý của Lý Áo hay sao? Chị Tiểu Vũ, trùng hợp như vậy sao? Có phải đến tìm anh Lý Áo hay không? Mấy ngày nay anh ấy không có ở công ty. Không phải tìm anh ấy, là tìm anh. Tìm tôi. Hỏi anh một chuyện này. Anh Lý Áo của anh rốt cuộc có mối quan hệ gì với công ty khoa học kỹ thuật Trung Duyệt? Chuyện này tôi thực sự không biết. Tôi vô cùng không hài lòng đối với câu trả lời này của anh. Hôm nay nếu như anh không nói thật cho tôi biết, tôi sẽ không thả cho anh đi đâu. Lão Khu à, anh cứ yên tâm đi. Tất cả đều thuận lợi. Những chuyện khác tôi không dám đảm bảo. Nhưng đến cuối cùng hạng mục được thông qua nhất định là hạng mục khoa học kỹ thuật phép của anh. Anh xem con người anh đi. Được được được. Vậy tôi cung kính, không bằng tuân lệnh nha. Được thôi, vậy chúng ta giữ liên lạc nha. Được được, tạm biệt. Vào đi. Giám đốc Dương. Giám đốc Dương, tôi đến tìm anh là muốn thương lượng với anh một chuyện. Tôi kiến nghị nha, sớm từ bỏ hạng mục công chúng trí tuệ của công ty khoa học kỹ thuật phép đi.
Có thể nói cho tôi biết cụ thể là gì, nguyên nhân gì không? Là như vậy, gần đây tôi đã làm một báo cáo nghiên cứu ngành nghề vô cùng tỉ mỉ. Tôi phát hiện năng lượng thanh khiết nano có được tiền đề bối cảnh phát triển vô cùng tốt, hơn nữa tỷ lệ rủi ro đầu tư cũng nhỏ, tỷ lệ lấy lại vốn cũng cao. Nếu như được thông qua, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu, nên không cần lãng phí công sức vào khoa học kỹ thuật phép. Thiếu hụt kinh nghiệm rồi đúng không? Khoa học kỹ thuật phép là hạng mục đang nổi tiếng nhất gần đây. Có rất nhiều công ty lớn đều đang tranh giành. Nếu như dòng này có thể giành được nó, vậy thì dòng sau có thể kiếm được gấp đôi. Vậy thì không đến một năm sẽ có thể kiếm được một số tiền lớn. Giám đốc, nhưng đầu tư không thể chỉ theo đuổi vào sự nổi tiếng, cũng phải nhìn vào tình hình phát triển của công ty chứ. Là cô hiểu về chuyện đầu tư hay là tôi hiểu đây? Cô có từng nghe nói qua, chỉ cần đứng ở miệng gió, heo cũng có thể bị thổi lên trời. Hà Vũ, tôi biết gần đây cô đang cạnh tranh hạng mục với Kiều Phạm, nhưng cô cũng không thể vì để công ty đầu tư vào năng lượng nano mà phủ định khoa học kỹ thuật phép chứ. Giám đốc Khu của khoa học kỹ thuật phép đã bí mật ly hôn rồi.